Oke, okay, sampai ini yang hanya pika cucul Battle Phase 3 tak bagi macam ni kalau him dah berkelai bimbang. Kau baca macam Battle Phase 3 has stop working bagi macam kalau program macam yang ada fit di bantam aja jauh tu file location cho tới một file install battlefield lập bịa thả thi âm lập cho tới mà lớn thêm ba kèm khởi những bài cho lấy bàn thẩm nào Dulbay digital Beta Phase 3 oke okay. Lalu kita đã về run window full screen monitor one full screen off merahok kembali ok reply nhá cho lên bàn ấy và dân chỉ slow ai bật thoi bị bàn tam สไลด์มาดันนอร์มอลนอร์มอลมั้งโอเค